bạn nó không có xứng đáng vai chính, vậy mà nó còn xuất sự kinh kiểu với em nữa. Chị Hân, chị cũng ghét nó mà đúng không? Cắt. Sao vậy em? Dạ xin lỗi mọi người ạ. Tại vì em có diễn được không? Mày nói thêm một tiếng nào nữa, tao cho mày biến khỏi cái giới này. Mày tin không? Sự thật là chẳng muốn chia ly, chẳng ai muốn đi. Vì một hạnh phúc ta từng trao, vì một ngày đó ta thầm mong.